Đây nha mọi người, đó vừa thả xuống nó ăn luôn nè, ăn tiếp tục nè, không biết con gì nó ăn, không biết dính chưa nha. Đó đó đó, nó kéo nè. Ui cha cha cha, trời ơi, vừa mới thả xuống là dính tiếp con thứ hai luôn nha mọi người. Trời ơi, đã luôn đó, con nước của ngày hôm nay vậy nha. Đó, mình sẽ câu ở cái điểm này nha mọi người. Điểm này khúc dưới kia nó có một cái ổ kìa, có khả năng là câu ổ chỗ này nha. Đó, lần này là dính chắc cú rồi nè. Trời trời trời, ui chảy một con rồi nha mọi người. Wow, trời ơi, con cá kìa. Ôi, con này là con cá. Nói chung là mình biết có cái cá này là cá trắng đây nha mọi người. Còn mọi người mà biết cá này cá gì thì nói cho mình biết nha. Còn cái miệng nó rộng lắm nha mọi người nha. Đây nè. Wow, con đầu tiên nha mọi người. Nãy vừa xảy con cái đó luôn. Lần thứ hai là đã dính rồi nha. Đó, cần này mình câu cần trùng nha mọi người. Rồi, hên quá, hết đợi xô rồi. Ui, cá ăn liền nha mọi người. Trời 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 trời. Chà, vừa mới thay đổi điểm câu nha mọi người. Đây, cá lăng nha. Lần thứ hai nha mọi người nha. Vừa mới thay đổi điểm câu, vừa mới bỏ mồi đúng không? Mình còn chưa bỏ ba lô ra. Giỏ kéo ra là nó quất luôn rồi. Mọi người, trong thời gian thăm cần mình ngồi mình đợi xíu mà mình câu vẫn lên được con cá mè dinh rồi nha mọi người. Đó, trời ơi, mà trời muốn mưa quá mọi người ơi, không biết là mình có nên cắm nó hay không, hay là lần này là xong là mình gỡ cần mình đi về luôn quá, chứ trời nó mưa quá nha mọi người. Đây nha mọi người, cá trắng nè. Trời ơi, con cá bự lắm nha mọi người. Con cá to đùng luôn kìa. Sao mà lên đây được rồi mọi người. Trời ơi, con cá. Nó kéo vào kia luôn nha mọi người nha. Trời ơi, con cá tre khổng lồ luôn nha mọi người. Ôi trời ơi, con cá tre nè mọi người. Trời ơi, câu lên cá tre quá đã luôn nha. Đây nha mọi người. Trời ơi, con cá tre nè. Quá đã luôn rồi nha. Trời ơi, con cá tre. Trời suối mà gặp mấy con này nó lôi thì thôi luôn nha mọi người nha. Mà cần mình cần nhỏ nữa chứ. Đây nha mọi người. Quá bự luôn rồi. À, dưới đây nó cũng có mấy cái khúc mà mình nhìn thấy con nước cũng khá là đẹp nha mọi người. Bây giờ thôi mình tranh thủ mình cắm thử câu ở dưới đây xem sao nha mọi người nha. Đi cắm thử một vòng một tua xem coi là có con nào ăn hay không nha. Đây nha mọi người, đó, móc cứ con trùng vậy là mình đi cắm nha. Đây à. Nay mình cắm khoảng tầm chục cần nha mọi người. Thôi bây giờ mình cắm khoảng tầm 2 cần thôi nha. Rồi chuẩn bị mình tắt máy là mình sẽ đi cắm, rồi chút nữa đi thăm rồi mình sẽ đi bật máy quay cho mọi người cùng xem nha. Hai mọi người nha, bắt đầu bây giờ mình sẽ đi thăm cần cắm xem như coi có con cá nào không nha mọi người.
Hôm nay cắm cắm cũng tầm 12-13 cần đó nha. Thôi bây giờ bắt đầu đi thăm nha mọi người nha. Cần thứ hai. Ê, cần này có động tĩnh nha mọi người nha. Mình mới thấy nó nhịp xong đó nha. Này nè. Còn kéo cái cây không? Ủa, cá chạch nha mọi người. Wow, cá chạch nha. Quấn chặt ghê mọi người. Con này nó còn sống nha. Thì gỡ lên nha mọi người. Đây nha mọi người. Con cá chạch đầu tiên nha. Trời, quá đã luôn rồi. Đó. Còn sống luôn nha mọi người nha. Rồi, bắt đầu mình đi gỡ tiếp tục nha mọi người. Đây nha mọi người. Đó, vừa thả xuống nó ăn luôn nè. Ăn tiếp tục nè. Không biết con gì nó ăn, không biết dính chưa nha. Đó, 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 đó nó kéo rồi. Ui, cha cha cha. Trời ơi. Vừa mới thả xuống là dính tiếp con thứ hai luôn nha mọi người. Trời, quá đã luôn rồi nha. Chà, ngon ngon ngon. À, đây nha mọi người. Có thêm một con cá chạch mới dính nữa nha. Chà, hôm nay có vẻ như cá chạch ngon rồi nè. Nó quấn với cây nha mọi người nha. Đấy. Nha mọi người. Con tiếp theo nha. Yeah. Ôi, hôm nay may mắn nha mọi người. Dính đầy cá chạch luôn nha. Đó. Quá đã luôn. Đây nha mọi người. May mắn thiệt nha mọi người ơi. Hôm nay là như là ngày cá chạch rồi mọi người. Cần tiếp theo nữa cũng có cá chạch nha mọi người. Chà, nó quấn cây nữa nè. Đã luôn. Trời ơi. Ngày hôm nay sướng thiệt kìa mọi người. Cá chạch liên tục luôn nha. Đây nha. Trời ơi, phải giờ tan cá chạch không á mọi người. Vừa mở gần kia xong giờ tới gần này luôn nha. 4-5 con cá chạch rồi đó mọi người. Chà, hôm nay là có ngày có vẻ như là một ngày may mắn của mình rồi nha. Trời đó mình có một cần nữa nha mọi người. Ok. Ồ, cứng ngắc rồi nha mọi người nha. Không biết có cá không nữa. Cứng cứng như vậy có cá chạch lắm nè. Cá chạch nó hay quấn vậy lắm nè. Có cá chạch mọi người. Có cá chạch nha. Ây da. Trời ơi, nó quấn dưới cỏ này mọi người. Đây nha. Thêm con cá chạch nữa nha mọi người. Quấn dưới cỏ luôn nha. Mà con này hình như là đây nha anh em. Còn hai cần nữa không biết có dính hay không nha. Hai cần cuối cùng nha. Là hết một chuyến đi tour đầu tiên nha mọi người. Đó chỗ này nó khá là không có chỗ cắm cho nên là mình nhờ lúc mình cắm hai bên chỗ luôn nha mọi người nha. Cái chạch, trời ơi, con cái chạch này to vết nhỉ. Wow. Trời ơi, cái chạch nè. Nó nuốt còn không sao, không sợ đâu nha mọi người nha. Một con đầu tiên. Con cần cuối cùng. Con cần này gỡ thăm xem sao nha. Trời ơi. Ngon rồi mọi người. Ngon rồi. Hai cần một lúc luôn nha. Ngon rồi nha mọi người. Trời, nó quấn cây kìa. Đây nha mọi người. Đây nha. Hai cần cuối cùng mà cũng lên được hai cái chạch nè mọi người. Ôi trời ơi, nó bự nha. Chà, nó dính đất là le hết rồi. Đó. Quá hên luôn rồi mọi người. Tính ra vậy hôm nay là chỉ có một hoặc hai cần là thăm không dính thôi nha. Còn bao nhiêu là dính hết luôn nha mọi người. Quá đã luôn rồi. Con nào cũng nuốt hết nha mọi người. Thôi bây giờ bắt đầu mình xem cái lượng thu nhập lần đầu tiên khi mình cắm câu nha mọi người. Cái tour đầu nha. Nó muốn mưa rồi nha mọi người. Mình không thể nào mình ngồi đây được. Tại vì cái con đường nó đi ra rất là nguy hiểm nha. Và khó đi lắm.
Cho nên là thôi mình cũng xin được tạm dừng video sớm tại đây nha. Nếu như hôm nay mà câu tới chiều thì có khả năng rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà thôi, để clip tiếp theo nhé mọi người. À thôi, thì mọi người nếu mà thấy kênh mình hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho kênh mình nhé mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Thôi bây giờ bắt đầu mình xem cái lượng cá của một cái lượt cắm đầu tiên nó như thế nào nha mọi người. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9. 9 con cá, 9 con cá chạch nha. Cá chê nè, cá chê nè. Ồ, quá trời luôn nha. Cá lăng nữa nha mọi người.